Hello, chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Chào các bạn nha. Thì hôm nay Hòa Thượng các bạn muốn thách đấu với mình về vấn đề chăn lưới. Tại vì Hòa Thượng thấy cái máng này nè, cái máng này cũng là máng ruộng của người ta thôi nha. Hòa Thượng mới nói với mình là thách đấu nè. Nếu ngày hôm nay còn dính được nhiều cá thì chú anh thách đấu con với gì? Thì bây giờ bây giờ như vậy Hòa Thượng. Hòa Thượng có chắc chắn là dính không đó nha? Dính cho anh. Đây có tay lưới sẵn rồi nha các bạn. Thì bây giờ như vậy, nếu Hòa Thượng dính 100g cá, chú sẽ thưởng cho Hòa Thượng là 100k. Yeah. Thấy mà càng nhiều cá càng nhiều tiền. Muốn cho nào thăm thăm. Đó. Cứ Hòa Thượng muốn thăm tới thăm lui hay là cuốn luôn gì đó là do Hòa Thượng. Đó. Ok không? Được. Thì tại vì Hòa Thượng thích thách đấu với mình vậy đó nha các bạn. Tại vì mình phải để như thách đấu cho Hòa Thượng có một cái động lực để làm mà nói chung là cho video nó sôi động hơn và cảm thấy như là có một sự cạnh tranh và tự nhiên cái khả năng của Hòa Thượng nó bộc phát được nhiều hơn. Thì bây giờ Hòa Thượng quyết định là giăng lưới ở cái máng này hay ở trong bờ ruộng kia? Máng này nè chú em. Ok, vậy bây giờ nha, trước khi giăng thì chú nói trước 1kg là lấy 1 triệu. Yeah. Ok nha. Mà không biết được con nào nữa các bạn ơi. Ok không? Nhớ đâu phỏng vấn Hòa Thượng trước khi vào cuộc thi coi. Và cái thử thách này coi Hòa Thượng cảm giác như thế nào trước khi mà vào thi. Dễ chú em. Game này dễ không? Game này dễ. Game này dễ nha các bạn. Để coi coi liệu Hòa Thượng có dần dính cá trong ngày hôm nay không. Nếu mà các bạn thấy Hòa Thượng làm lĩnh vực này ok thì hãy cho Hòa Thượng xin một like trước khi mà Hòa Thượng giăng lưới nha các bạn. Và luôn ủng hộ cho Hòa Thượng thì các bạn hãy đón xem coi Hòa Thượng được bao nhiêu cá trong ngày hôm nay nha. Rồi ok, xuống rồi chưa anh? Hạ màn, chừng nào muốn giăng thì giăng, tại bây giờ mình đi theo tuyển thủ thôi nha các bạn. Tuyển thủ muốn giăng đâu mà mình quay đó à? Chắc rồi. Chắc không? Chắc. Rồi ok, mình không có quy định thời gian nha các bạn. Hòa Thượng muốn giăng bao nhiêu giăng, chừng nào cuốn thì cuốn hết. Đúng rồi, đó là do cái đó là thuộc quyền của mình nha. Có cái cầu không? Ủa sao mình đang đứng lên cây cầu ta? Có cái cầu đâu? Có thấy cái cầu nào đây đâu không? Trời ơi, có cái cầu đã quá các bạn ơi. Rồi, cắm cái cọc xong đây. Tháo lưới ra. Bắt đầu giăng phải không? Cây này phải lượm một. Cố lên, cố lên nè. Lượm một chai nha, lượm 1 triệu á, một chai là 1 triệu á. 1 ký mới được nha. Tưởng đâu chứ em lượm một chai là lượm 100 cái chai chứ. Đâu có, 1 triệu đồng với nhau. Ơ đó đó cái cây gãy rồi. Ôi giời, cái cây người ta bắt rồi đi qua đi lại là các bạn sao nó bị mục quá nó gãy rồi Hòa Thượng ơi. Tại chứ không có đấy chứ. Đúng rồi. Nhổ đây luôn nha, chứ để được luôn. Cái nọc người ta không thấy á. Tao nhổ hoàn cái luôn. Ghim vô luôn á. Rồi bây giờ thì mình cho cả Hòa Thượng dành cái dính cá các bạn ơi. Tất nhiên là sẽ dính rồi chú em ơi. Không chắc ăn đâu nha, tại vì cá dưới nước không biết được đâu nha. Ê, đi luôn. Rồi, cố gắng nha, dính cái chút Hòa Thượng dính nhiều cá nha. Đó. Đi chú nhỏ cho. Đó. Đó. Chú em cắm bên đó giùm con chú em. Ồ làm giùm đâu được. Làm giùm hồi lấy chi tiền luôn á. Rồi, ok, nó chỉ cắm giùm Hòa Thượng. Chút nữa. Làm sao dính được nhiều cá mà phải dính cá bự nha. Dính hồi dính cá chốt không là không có được khi nào mà được nhiều tiền đâu nha. Cá nào cũng được không chú em? Đúng rồi, miếng có cá là lượm tiền nè. Chú em con miếng ghét rồi. Rồi lượm giùm luôn, tỷ trừ 10.000. Ôi không được chứ em. Thôi lượm giùm thôi không có được. Ui nó dính cái gì vậy? Rồi để coi liệu Hòa Thượng có dính được nhiều cá trong ngày hôm nay nha các bạn. Cảm thấy như thế nào Hòa Thượng? Chắc chắn là lấy 1 triệu của chú em rồi. Ngọt sớt không? Ngọt luôn chú em ơi. Ừ ok ráng đi. Chưa dính cá mà thấy dính trúng rồi đâu. Lưới hơi gói. Văng qua văng lại cho dễ dính các bạn ơi. Sao chứ không thấy cá nào dưới mương này hết trơn Hòa Thượng? Từ từ chú em. Tí nó mới chạy tới thì sao? Đúng rồi. Hay quá ta. Hòa Thượng có dụ mà giăng lưới rồi cá chạy tới nó mới về nha các bạn. Chờ thời cơ. Chừng nào cá dính lưới rồi biết hả chú em? Thôi chỉ thăm rồi biết đi. Để coi coi Hòa Thượng có vượt qua được cái thử thách trong ngày hôm nay nha. Mình không quy định bao nhiêu cá các bạn, thì chủ yếu là dính nhiều ý thôi. Nhiều là thắng à. Chính xác, nhiều là nhiều tiền. Dính nhiều nhiều giùm tao cái cá ơi. Nay lụm cho em ngọt cái cây. Đây Hòa Thượng chọn cái mương này nè các bạn. Thì nói chung ra nhìn cái mương cũng khá là hấp dẫn, mà biết có cá hay không mới là điều quan trọng nha. Hòa Thượng thì dự định là cái mương này có cá đó các bạn. Còn mình thì không thấy chắc ăn cho lắm. Chú An cứ yên tâm, để con dặn cho chú An coi. Chủ yếu là chú An chứ mới tiền chứ đi. Không đó. Chắc chắn ha. Dặn hồi làm sao dính cua không đi nha ông. Cua không có tính nha, tính cá nha Hòa Thượng. Dặn đùa quyền luôn chú An. Lùa thoải mái thì biết sao mà dính. Cái đó là cái quyền của mình. Nhưng mà không có cho dính cua không tính nha Hòa Thượng. Tính cá không, tại hôm nay mình thách đấu cá các bạn ơi. Dính cua coi chừng con giàu luôn chứ em. Ừ đúng rồi. Thôi cua tính cái
cái thách đấu khác đi, chứ cái thách đấu này mà dính cua là thua thiệt đó các bạn. Tại văng lưới con này cua dễ dính lắm. Cái này mà bỏ qua đêm hay thầm một cái nhóc tiền luôn chứ anh ơi. Bữa nào cho hơi cho em thách đấu con qua đêm đi. Thách đấu qua đêm này chắc dính. Không, thách đấu qua đêm số tiền nó khác nha, tại văng đêm nó dễ dính. Nói chứ cũng khó lắm nha chú An. Hên xui nữa phải không? Dạ. Mình đi mình nghe cá đụng giò nhóc luôn các bạn ơi. Mày chú An chung cho mình không nổi rồi. Nhìn xong chưa? Chưa mà, văng lên cây luôn. Có cách nào để lùa cá được đây hòa thượng? Ủa, cá đằng này là nhiều nữa chứ. Hình như cái kiểu cây nhiều cá nhiều các bạn ơi. Rất là nhiều luôn nha. Tại vì mình không có lội dưới nước nha các bạn. Sợ nhiều khi á, đục quá hồi cá nó không dính. Hòa thượng đổ thừa hoàn cảnh nữa. Đúng rồi đó chú An, hồi lội đục nó dính thiệt á. Ừ, bởi vì chú đâu có lội đâu, để cho hòa thượng lội luôn. Nhắm dính khoảng mấy ký hòa thượng? Không biết cái gì. Mình không biết nha, tuyển thủ của mình muốn văng bao nhiêu văng mà mình không ép nha các bạn. Thôi chắc tới đây được rồi chứ. Ừ, hay văng qua luôn, không sao đâu, hư lưới bỏ. Chủ yếu là có chiến thắng được thử thách này không? Đây nè, văng qua đây nè hòa thượng nào. Ôi bên đây rộng rãi nè. Bỏ đi chú ơi. Phải không? Tới đây là bao ăn cho em. Bao ăn thôi được rồi, thôi qua đây luôn đi. Thôi, bây giờ thì đó hòa thượng bắt đầu buộc lưới lại đây nha các bạn, tại quyết định là không văng nữa kìa. Tại vì tay lưới nó chỉ có nhiêu đó thôi. Hòa thượng muốn văng nhiều văng. Nhiêu đó đủ dính rồi hả? Qua ha. Hòa thượng rất là quyết đoán nha các bạn. Mục tiêu của hòa thượng là quyết đoán là sẽ chiến thắng cái cuộc thi thử thách của mình trong ngày hôm nay. Để coi coi hòa thượng chiến thắng được mình bao nhiêu gram cá trong ngày hôm nay nha các bạn. Mình cắm đại đây các bạn ơi. Tại vì tới đây mình không văng là cay quá. Giờ mình sẽ hoành lại những chiếc đường các bạn ơi. Gỡ cho lưới thẳng á, dễ dính mới thắng cho ăn được. Hên quá, mình chưa thấy con cá nào các bạn ơi. Còn thấy rác không à. Từ từ cho ăn ơi. Chờ đi, họ thấy cảnh với con. Ừ, nãy giờ nghe cá chạy không? Nghe cho ăn. Ôi ôi, cá chạy dữ heo các bạn, chưa thấy dính nào luôn. Rồi rồi, mình thấy con rồi. Con này được có ký không ta? Ừ, nó chú An. Các bạn coi nè, mình đựng con là thấy có tiền rồi đấy. Ngàn đồng nó nghe chú An. Thì con nó ngàn đâu? Chắc được ngàn chứ. Dính cá sặc cá ký cũng được, lụm chú An cũng chịu rồi đó các bạn. Dính cá lóc càng tốt. Thôi lên bờ chờ thăm lưới thôi. Ôi chỗ này dính cá nè chú An ơi. Đâu, sao thấy em ru mà cá gì không? Thù ha, thù cho anh hay gì á. Con nào đâu? Kìa chú An. Ủa đây nè. Kìa cá sặc các bạn ơi. Thôi cái dính cái gì ghê hòa thượng. Thôi rồi, mình thua rồi chắc các bạn ơi. Đợt này chắc mình chung hòa thượng chắc chết luôn quá. Ui, cá trắng hai ba con luôn nè. Đây con có nè. Trước mặt con. Đâu, có đó đâu. Ủa đằng kia có cá trắng nữa kìa. Ủa, đây con đó nè các bạn. Con này dính cá trắng không hòa thượng ơi? Kiểu này vô mánh rồi các bạn ơi. Đây, đây con nè. Ui, dính nhóc luôn. À, đâu đâu, cho chú con cá rô đồng hay vậy? Đây, đây, đây. Cá rô đồng rồi các bạn. Rồi. Chết rồi, đợt này chắc hòa thượng vô mảnh rồi các bạn ơi. Không sao nha, để coi coi hòa thượng để có chiến thắng được mình trong đây. Hôm nay bao nhiêu cá nhỉ? Ô, dính gì dây dây rồi hả? Mới văng nó chưa có thăm mấy các bạn. Chỉ hòa thượng chỉ giặt lưới thôi đó. Đây em cá rô đó nè. Đây em cá rô đồng nè, quá ngon. Sao thấy lưới đằng đây em cá rô đồng nữa. Hòa thượng chọn mảnh này hay quá ta. Ôi con mà chú An. Hay quá ta. Chú An cứ yên tâm đi, tí chú An tha hồ chung. Ôi có cá rô thiệt, quá trời dính luôn các bạn ơi. Vô cái bán này à. Một ký là 1 triệu nha, chứ còn mà dưới ký là tính tiền dưới đó nha. Chú An cứ yên tâm đi, chơi 1 ký luôn. Cái gì hả? Rồi bây giờ nào hòa thượng dự định là khoảng bao nhiêu lâu là mới thăm? Chưa biết chú em. Chưa biết hả? Chú quyết định hay sao? Chú An coi cá rô hết hồn luôn rồi, đã lắm á. Kìa nhóc cá rô, nhóc cái này dính luôn nè. Thôi chú An ơi. Ủa dính dữ ta. Từ đây đâu hòa thượng dính dây dây luôn kìa các bạn. Đưa đưa mình quay cho các bạn xem nè. Đó hòa thượng giặt lưới. À hay quá, giặt chi hả? Kéo ồ tính cũng dữ ha. Đó hòa thượng đang kéo lưới qua đó các bạn, kéo qua kéo lại văng hình chữ Z á để cho nó dễ dính hay sao á. Đó là chiến thuật nha. Xong chưa hòa thượng? Có còn giặt gì nữa không? Thấy cá dính mê quá các bạn ơi. Ôi dính cá rô nè, nhóc cá rô luôn, cá rô cá trắng dài 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 nữa. Vuột rồi kìa hòa thượng ơi. Chú kéo lỡ tay thôi vuột rồi. Kéo lại kéo lại. Hòa thượng rất là kỹ lưỡng nha các bạn. Văng kỹ để chiến thắng mình mới được. Chứ khó thắng với anh nó mới đơn giản đâu. Đó. Rồi chưa? Nào quyết định lên bờ nói nha. Văng lưới thường thường mà đi với mình sinh tồn nó hòa thượng không cần kỹ lưỡng nữa ha. Hôm nay vô thử thách là cũng ghê quá. Kỹ lưỡng rồi ha. Mực trước rồi dữ ha.
Lên cho em. Nhờ hòa thượng mực rước mà cái đầu mình hôm nay trở lên như vậy nè các bạn. Mực rước đầy đủ luôn. Thôi, lên bờ thôi. Rồi ok, bây giờ thì bắt đầu sẽ đi thăm lưới của hòa thượng coi dính được nhiều không nha. Hòa thượng được nhiều cá trong ngày hôm nay nha. Ui dồi ôi, còn nữa gì. Hay quá. Lấy cái chảo. Ôi. Đi cho phi luôn. Cái chảo chưa. Trôi luôn các bạn ơi. Chính cá phi luôn. Đây có cần cá phi nha. Hòa thượng mấy con rồi? Một con nữa nè. Đi qua đây đi, để chú qua đây chú. Chú ở chưa? Một con nữa. Chú ở. Gỡ phụ chưa? Ôi, có chơi. Được cả ba con rồi. Hay ta. Nay cái bộ vô mánh hòa thượng rồi. Con nói rồi mà chú An. Biết chắc chắn là dính nhiều mà. Hay quá ta. Rồi, có lý luôn. Cái rô luôn nè. Được cả. Ôi. Đây. Cá gì đây? Cá trắng. Tiếp tục con cá trắng các bạn. Thêm một con cá trắng nữa. Vô mánh này các bạn ơi. Ủa sao đây cá trắng bự không ta? Đúng rồi. Nằm dưới đây cái mương này lâu năm mà. Mùa lúa người ta bơm nước lên bơm nước xuống á các bạn, nó xuống sâu vô cái máng này nha. Rồi con tiếp dính trước con nữa kìa. Ôi giời. Ôi, cua. Rồi, nó xíu. Cua nhỏ hả? Ôi, chú dính hai con nữa kìa. Cá gì? Chuyên. Cái trôi hả? Dính nữa nè. Hay quá ta, may mắn quá, hòa thượng nãy giờ cũng được 6-7 con rồi các bạn. Wow, ui dồi. Ô, đây con nữa nè. Dính liên tục các bạn ơi, tát cho nó miếng nước đi cho. Cho nó đừng khát nước không? Cho nó sống để hồi lên, cân ký nó còn lên giá cho em. Nặng hay gì ông? Ơi, ông Quỳnh tính được nặng nữa các bạn. Như đang đủ thắng cho anh gì vậy à? Cho nó uống nước nhiều vô. Rồi, ok. Rồi cái gì nó tặng ký. Uống nước rồi đi ha. Đây con nữa nè. Đây nè các bạn, thấy có mấy cái ống cống người ta bơm nước lên ruộng rồi nha. Cái máng người ta bơm lên ruộng đó. Từ đây nó thông qua đằng đó luôn. Cá ra vô được luôn nè. Bây giờ các cái máng ở quê mình ta đặt ống cống hết rồi các bạn. Rồi, hòa thượng tới đâu rồi? Ôi, cái chảo. Chảo trôi nữa rồi. Không sao, để chú lấy cho. Dính toàn cá trắng các bạn ơi. Không thấy dính một con cá đen nữa. Dính cái cục nhiều quá. Toàn dính cá nhiều. Ôi, lần trước dính cá rô. Cá linh luôn. Ngon à. Một con cá rô với một con cá linh nha các bạn. Hai con cho hòa thượng tiếp theo. Phút này thấy lưới không chứ không thấy cá gì hết trơn. Sao mấy ngày thường nhân dính dữ lắm nha. Mấy ngày thử thách cái này là nó không dính ra. Mình làm như không hạt với cá dưới mương này hay gì. Lên lưới các bạn ơi. Đây chú coi coi. Đây, số lượng cá mà hòa thượng thu về trong ngày hôm nay được nhiêu đây cá nè các bạn. Rồi, cảm thấy như thế nào rồi hòa thượng? Đó. Thôi bây giờ thì được bao nhiêu thì tính bao nhiêu thôi nha. Nó hòa thượng được như đây thì mình lên mình cân, thấy được bao nhiêu thì mình sẽ trao giải thưởng cho hòa thượng là bấy nhiêu. Ok, lên bờ thôi. Ít quá các bạn ơi. Này cái máng mình không dính nhiều thôi. Cá xong lên cân các bạn ơi. Bưng lên cân được các hòa thượng. Rồi đúng số 00 nha các bạn. Rồi bắt cá vô. Một con. Rồi 21. Hòa thượng tổng cộng là được 3,5 gram các bạn ơi. Là được 350.000 đồng hòa thượng. Yeah. Ok, đây vậy thì hôm nay đây số lượng cá của hòa thượng bắt được trong ngày hôm nay nha. Đó chính xác nha các bạn là 350 gram. Nhưng mà cũng chưa được nhẹ các bạn. Nó chỉ dính vậy thôi à.
tính mới có thể rồi. Thì thực sự ra nha các bạn, đúng ra là 350k nhưng mà mình thưởng riêng cho Hòa Thượng là 50k luôn. Là cho Hòa Thượng hôm nay là được tổng cộng là 400k. Yeah. Ok, đây Hòa Thượng nếm tiền có đủ chưa? Rồi chưa em. Ờ rồi, còn số cá này thì chú tặng cho Hòa Thượng luôn. Để chiều nay về kho ăn luôn nha. Dạ. Cho Hòa Thượng, để chiều Hòa Thượng về kho ăn luôn các bạn ơi. Thì thôi chắc chú cháu mình cũng xin kết thúc video này nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, để lại cho chú cháu mình xin một like, một share, đăng ký kênh để ủng hộ chú cháu mình nha các bạn. Chúc các bạn có ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.